Đường xuất phát của chủ nhà Đà Nẵng, trong cổ môn là số 1 Phan Văn Hiểu, trong cổ môn là Huỳnh Tuấn Linh mang áo số 26. Các thủ lại gồm có số 2 Lê Văn Sơn, số 4 Châu Ngọc Quang. Hiệp 1 đã bắt đầu. Washington, một cơ hội, không vào. Ngay phút thứ 2, đội khách Sweater đã mở tỷ số. Chúng ta xem lại cơ hội của Hoàng Anh Gia Lai ngay phút thứ 2. Tuấn Anh truyền lên cho Washington Brandao, dốc biên, rất hay, rất đẹp, không vào. Văn Biểu băng ra và đã cản phá thành công. Pha xử lý xuất sắc của Văn Biểu. Trung vệ đội trưởng Mauricio Pinto đã nhập cuộc, trận đấu ngày hôm nay không tốt. Một pha xoạc trượt và Washington Brandao đã thoát đi. Bảo Toàn đánh đầu, thêm một pha cứu thua. Liên tục sóng gió trước cầu môn của Văn Biểu. Chúng ta xem lại pha túc người cứu thua của Văn Biểu ngay sau khi bị đau. Lương Duy Cương không tập trung. Washington Brandao rất khỏe. Paulo Maeda cứu, không vào. Chỉ may mắn mới giúp Đà Nẵng chưa để thủng lưới đến lúc này. Pha xử lý chính xác của Văn Biểu. Duy Cường đã không thể theo được Washington Brandao và anh cũng chọn cách tiếp cận cầu thủ người Brazil không hợp lý. Khá nguy hiểm. Đường chuyền của Bảo Toàn. Minh Vương. Washington Brandao áp sát cầu môn. Thêm một tình huống lăn xả của Văn Biểu. Công Nhật là người chủ động ở tình huống va chạm vừa rồi. Đối mặt, suýt nữa Đà Nẵng mới là đội mở tỷ số. Cầu thủ bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc là Đặng Anh Tuấn. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Anh Tuấn. Anh Tuấn đã cố gắng có một pha xử lý gọn gàng, nhưng cú đá thì chưa đủ hiểm. Khá nhịp nhàng, chuyển động, cơ hội, dứt điểm. Rất đáng tiếc, đó là Đình Duy. Chúng ta xem lại cơ hội dành cho Đình Duy. Hơi chậm. Đây là Giang Trần Quách Tân. Giang Trần Quách Tân dứt điểm. Rất tiếc là bóng chạy cầu môn. Pha lừa bóng rất dẻo của Giang Trần Quách Tân. Dũng Quang Nho. Dũng Quang Nho đã rất cố gắng chuộc lỗi. Quang Nho tỏ ra rất đau sau pha va chạm. Pha chạy bóng giữa Dũng Quang Nho và Đình Duy. Đã có những pha va chạm. Washington Brandao, cú đá xé lưới Đà Nẵng. Phá dứt điểm rất mạnh từ góc hẹp và Văn Biểu đánh bó tay.
bàn thắng đẹp của Washington Brandao. Rất hay. Tiền đạo người Brazil không việt vị, anh đã rất khéo léo phá bẫy việt vị. Cú đá được tung ra rất quyết đoán. Quốc Việt là người đã có pha chuyền bóng. Đây chúng ta xem lần nữa. Pha chuyền bóng rất kỹ thuật. Một đường chuyền quá đẹp của Quốc Việt và Washington Brandao đã rất nguy hiểm. Văn Biểu vừa có hành động không đẹp. Rất may là Văn Biểu chỉ phải nhận thẻ vàng thôi. Chúng ta xem lại pha xử lý của Tuấn Anh. Đinh Thanh Bình đã có va chạm với Văn Biểu. Lần thứ hai Văn Biểu có hành động không đẹp với Đinh Thanh Bình. Như vậy là Đinh Thanh Bình vừa rồi cũng phải nhận thẻ vàng. Oh! Tỷ số được xếp bằng 1-1. Cuối cùng thì Rodrigo da Silva cũng đã ghi bàn. Bàn thắng rất quý giá vào thời điểm này của Đà Nẵng. Chúng ta xem lại phản ứng đầu rất hay của Rodrigo da Silva. Bật lên rất cao và lắc đầu hiểm hóc. Thủ môn Tuấn Linh chỉ có biết đứng nhìn thôi. Bóng chạm bên dưới xà ngang, quá khó. Chúng ta xem một lần nữa pha bật lên. Chọn điểm rơi rất chính xác của Rodrigo da Silva. Trận đấu đã có hai bàn thắng đều do công của các ngoại binh Brazil. Trần Minh Vương. Không được. Cú đá của Đinh Thanh Bình. Khi chuyền bóng rất đẹp để Washington Brandao mở tỷ số. Đây là cú đá của Đinh Thanh Bình. Cú đá từ xa. Tú xa và tạt bóng tốt bằng chân trái. Phan Văn Long. Dứt điểm. Không được. Ra chân bị chậm một chút. Bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Pha xử lý của Đình Duy. Đình Duy đang bị đau và phải băng ở đùi. Nguy hiểm. Rất tiếc là bóng lại từ từ lăn ra ngoài. Tưởng rằng cơ hội đã đến với các cầu thủ Đà Nẵng để họ quyết định trận đấu. Những giây cuối cùng, Tuấn Linh ra nhưng không bắt được bóng. Một trận đấu rất sôi nổi đã khép lại trên sân Hòa Xuân.